Khóa gì sao? Hả? Ờ, mẹ mẹ cắt dao cho bác Tư kìa. Dạ. Đó. Hai. Anh Hai, anh Hai Linh. Hai Linh ơi. Anh Hai Linh có bánh cho em ăn không? Đây. Bác Tư. Đây, bác Tư đang đi rồi nè. Ôi tí ấy môn cho bác Tư hả? Ồ. Đây, cái dao muống hôm bữa. Ôi té. Té. Gì vậy sao? Hả? Yêu. Bỏ vô tí. Bỏ thuốc vô cho bác Ba nè. Nãy bé sâu nó lấy nè. Mẹ cho Tư miếng kẹo. Con muốn cái gì mà vô chổng mà lấy cái gì có ăn được ăn hả? Dạ được. Ơi. Uống đi, lấy cái nắp ra cho em uống tí tí. Em đang khát nước nè. Để đi, nói không nghe. Em đang khát nước à. Dạ đi anh Hai ra lấy nước cho uống. Khoanh tay lại. Thương thương ba với mẹ không? Ừ. Thương ông bà cô bác không? Sao? Nè. Ấy nước cao lên, hết rồi còn có miếng nước rồi chừng em sặc kìa. Nói không nghe. Ngon không? Ừ. Chào ông bà đi sau. Đó bác Ba đó. Ê bác Ba mập ú. Kêu bác Ba giảm cân đi. Ba ăn quá mập rồi nè. Sâu ơi. Sâu phụ mẹ đặt rau phải không? Sâu. Ừ. Uống nữa hả? Trời ơi, mới uống rồi vậy uống nữa. Để bà tháo ra. Để bà tháo cái nắp ra nè. Uống nha. Uống từ từ thôi. Đang mẹ đang cắt cái rau muống, rau muống ở đây cỏ không à. Anh Hai đang tưới đồ đằng kia, tưới mấy gốc mai cho bác Ba. Mẹ. Ê, trời, đổ chút hồi bác Ba không có uống, bà cạo đầu mấy cha con mình đó. Đẩy ha, từ đẩy mới chịu. À, có mẹ nè. Mẹ chào ông bà cô bác đi mẹ ơi. Hả? À, sao tí? Mẹ hết mắc cỡ rồi phải không? Không có lấy ghế cho mẹ ngồi. Mẹ có bầu không có ngồi ghế, không ngồi ghế mới được. Đây, để ba đẩy lại. Đẩy đi. Sao hỏi bên đây ông bà khỏe không? Ông bà hỏi ông bà đi. Ủa? Cứng rồi hả? Ừ. Nói ông bà giữ gìn sức khỏe nha. Đừng có đi ra đường nha, lúc này mùa dịch nguy hiểm lắm. Ừ, đó ba đẩy rồi cho. Trời. Trời ơi ba. Ba. Hả? Nã đi trên trời á, tự nhiên con liêm vọng cái kia con hái được con cua bắt đâu mà. Thôi, không con có bắt nữa. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, lúc này mình không có bắt cua bắt cá nữa. Con bắt rồi. Ê. Trời ơi, mới kêu đẩy nắp lại giờ ấy nữa rồi. Nó coi mẹ làm kìa. Chưa. Đó. Làm chưa? Đó. Đẩy dở ra nữa hả? Trời ơi ông nội ơi. Sợ sâu quá trời luôn. Trời ơi lấy nắp nữa. Ba. Hả? Đã ba nhỏ này ba thấy con đi qua. Trời. Ôi. Chị xem nè. Đây cỏ quá trời luôn. Hôm bữa cắt mà làm cũng sẽ nữa. Tại vì làm nhiều quá là không có sể quá anh chị. Ôi dồi. Trời ơi bé sâu siết à. Bé sâu cái này siết trung ương. Hả à, kêu ba tháo ra nữa hả. Trời ơi nè. Đó. Được rồi thấy chưa. Dạ ba đi. Dạ ông bà đi. Ba. Ừ. Ngoan rồi ông bà mới thương. Mới thương rồi ông bà xem nhiều rồi ba có tiền thôi mua sữa cho con uống nha. Trời ơi, uống nước mà còn ủa nữa. Đây, đây cô bác chị xem nè. À, vợ Phong với bé Tí đang khóa. Vợ Phong đang cắt vô muống, sẵn cắt vô muống rồi cắt cỏ luôn. Rồi sáng giờ bà bầu được nghỉ ngơi một bữa rồi. Bây giờ cho buổi chiều vận động. Có bé Sâu và phụ mẹ nữa nè.
Trời ơi, đậy hoài mà kêu ba mở hoài. Trời. Ừ, phụ mẹ nhổ cỏ đi con. Sâu nè. Ôi ơi, sâu ơi là sâu. Này anh Hai Linh kìa, anh Hai Linh đang tưới đồ bên kia kìa. Tưới mấy gốc mai cho bác ba kìa. Hả? Ôi con đó nó chích con là ngứa lắm đó. Ai phụ mẹ đi, mẹ nó làm không sể luôn rồi nè. Này cỏ quá trời đất luôn. Trồng hoài cũng cỏ lên hoài. Này bé Linh nó đang tưới mai nè cô bác anh chị. Ô, chào con nha. Chào ông bà cô bác. Ờ, bữa nay khỏi đợi kêu luôn hả? À, bé Linh là giác chiều nào cũng tưới mai phụ cô bác anh chị nè. Ủa, phụ ba mẹ lộn. Đây cô bác chị xem nè. Đây, tưới lan cho bà nội luôn con. Tưới thêm đi cho nó tốt, cho nó xanh là ngày mai mới có ăn. Đây, khúc cải xanh này nè nè. Cải xanh này nè, ở góc bên đây là nhà phong chừa lại để nấu canh đồ ăn á. Tưới về cho nó, mình đi vận động cho nó khỏe biết không, với phụ ông bà mà ông bà với ba mẹ nữa. Đây, có cây mai này nó cao quá, cây mai này nó không được đẹp rồi. Này con ngâm cũng ít thôi, tại hôm nay cũng có trời mưa, mới mưa mấy cây hôm qua, tưới vừa phải thôi, tưới nhiều quá nó cũng không tốt đâu. Có ông nội rồi đó. Giống mẹ xách nước qua dao quá Linh. Đây. Theo ông nội. Con tưới ở trên cho nó nhiễu xuống. Nó buổi chiều tưới nó tốt. Này có bé Tí. Tí phá gì con? Tí phá gì vậy? Thôi không có giỡn với em nha. Cây này vậy mà tháo ra nó lâu quá anh gì. Tí không phụ mẹ quét nhà hả Tí? Tí bên nay không phụ mẹ nè. Tí nay ăn kẹo không phụ hết trơn luôn. Có bác bà gái và phụ bác bà trai mà chứ chà. Ồ, ngon sao? Ngon không? Ừm. 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 Thả miệng mà coi coi đỏ không? Đâu đâu. Đâu. Dạ trời ơi, hung luôn cái điện hổ luôn rồi. À, biết sao. Thương ba hơn. Ừ. Con ngậm đi. Anh chi tí. Ừ. Đem lại sao đi đạp trúng miệng hả? Không. Gì? Hai. Hai hả? Thôi. Thôi dẹp đi. Để em thấy em bắt trước em lụm nó đó. Dán dít không à? Thôi ơi ông nội ơi. Thôi vô. Thôi. Đi nè. Hồi trưa em đi theo con lụm mối. Thôi, sâu nó không nghe nè. Em nó lụm tét. Em ơi, em tắm sâu cho em. Này bác Tư đi về, bye bác Tư đi. Bye. Bye bác Tư, để bác Tư mốt bác Tư về chơi nữa. Đó, ông nội đi phát giấy rồi. Đi phát giấy cho bà con đi đi tép tiếp rồi. Hôm bữa là một số bà con thì tới ngày mà không có đi hết. Bữa nay là ở ngoài xã là nhờ ba Phong là tiếp tục đi vận động bà con cô bác là đi test toàn bộ, đi test hết chứ không có ai ở nhà hết. Hai đâu? Anh Hai đâu rồi sao? Chết. Ừ? Chết. Ủa, anh Hai bỏ đá bên kia kìa. Dạ. Ừ. Thôi vô đây nè. Đi. Đi chứ. Hả? Hai. Ừ, anh Hai đi làm rồi. Anh Hai làm phụ bác ba rồi. Ba rồi. Ừ.
Hậu ơi. Ừ. Hậu ba. Sâu ơi. Còn vàng là dưới bên đấy. Ờ, còn nhiều quá. Nhà anh ba của Phong là trồng mai vàng với mai tí quý, là tới mấy chục gốc được. À, chiều có mấy đứa nhỏ giờ nó cũng biết tưới đồ phụ ba, nó cũng đỡ lắm cô bác anh chị. Cái cây mai, mấy cái mai này lúc trước là Phong ở nhà Phong xịt thuốc không à. Thì lúc mà Phong đi làm bên YouTube á, thì lúc này thì anh ba Phong tự xịt luôn. Tại vì Phong cũng vừa làm công việc ở nhà, vừa làm công việc ở đi giúp cho bà con á, nên không có thời gian để mà phụ anh ba Phong chăm sóc cái vườn mai ở đây. Đây cũng rất là rộng luôn á. Ở đây có rất là nhiều ngôi mộ luôn á. Góc người đó là có một cái ngôi mộ cũng khá là lớn. Bên đây là một dãy luôn. Đây cô bác anh chị xem nè. Ở đây là một dãy những ngôi mộ là cổ luôn á, nhưng mà bằng đất à. Ở đây là một, lúc trước là một cái, từ cái trải dài qua gần cái chục mét. Phong không có biết là bao nhiêu ngôi mộ dưới đây, nhưng mà hôm bữa là móc đi hết hai ông bà rồi. Chỉ góc bên đây nữa, bên đây là cũng có một cái ngôi mộ bé bé đây nữa. À, nói chung là trên cái ngôi của Phong là ngôi mộ là không biết bao nhiêu cái luôn. Tại vì lúc trước nghe nói ông bà tổ tiên là nói ở đây là một cái khu mã làng á cô bác anh chị, nên mà có rất là nhiều ngôi mộ mà mình không có thể nào mình biết được hết. Ở đây thì có một dãy những cái ngôi mộ bằng đá, là lúc trước là cũng có bà con họ hàng thì cũng đã móc lên hết rồi. Sáng giờ lụm ngó bỏ đây hả? Bỏ đây giờ mốt ông nội đi trúng ông nội đạp chết luôn nội đó. Ông nội kêu bỏ đây hả? Ừ. Coi em kìa, em làm gì vậy? Dẫn em vô tắm giữa rồi mà dao đó phá nè. Chỗ này bị sâu hết sơn rồi. Ô, ổ nó bị sâu hết rồi, đâu ăn được. Thôi mà nó sâu lắm. Ừ. Sâu lắm còn đâu ăn được đâu. Dạ, chỗ đầu ba bự hơn. Thôi mà nó sâu con đâu ăn được. Dạ. Thấy không? Mời con hái trứng. Ở đây thì cô chú anh chị, bữa nay thì Phong Nguyễn cũng muốn chia sẻ ít hình ảnh về cái gia đình của anh ba của Phong. Đây là trước màn ảnh là anh Di. Anh Di là người anh thứ ba trong gia đình của Phong á, là ảnh là chuyên môn mà trồng cây kiểng để buôn bán và phục vụ cho bà con cô bác trong những cái mùa Tết á. Thì ở đây thì anh ba của Phong là đang tháo những cái nhánh kẽm mà uống để tạo hình cho những cái cây mai á. Đây là những cái cây mai này toàn bộ là do chính đôi bàn tay của anh ba của Phong là làm và uống cây kiển, và là một cái nghệ nhân luôn á cô bác anh chị ạ. Thì cô bác anh chị xem nè. Thật sự là ảnh thì có thân hình là hơi to tí, nhưng mà có một cái bàn tay rất là chăm chút và hàng ngày phải xịt thuốc cho những cái cây ở đây. Tại vì mai ở đây thì cũng có hay bị sâu á, nhưng mà bị đốm thân ở đây nè. Nếu mà mình không có xịt thuốc á thì nó sẽ rất là dễ kém phát triển và nó dễ bị sâu bệnh á, nên phải xịt thuốc thường xuyên, chăm sóc từ cái thân tới cái lá luôn của bác anh chị à. Thì mấy cây mai này ảnh đã uống từ mấy tháng trước rồi, bây giờ nó đã có những cái hình dạng cũng nhất định rồi. Bây giờ anh tháo ra, để nếu mà để lâu quá thì đương nhiên cái cây sẽ bị phiết vô, nó tạo cho cái cây nó bị chèn ép, nó kém phát triển á cô bác anh chị. Thì cô chú anh chị, anh ba của Phong đang tập trung đang làm á. Thì thôi anh Di cũng chào ông bà. Chào ông bà, cô chú anh chị, dồi dào sức khỏe, ráng qua mùa dịch này cho nó tốt thôi sao. Nè, anh ba của Phong tháo kẽm ra. Đây là những cái kẽm uống á. Thì bé Nam với bé Tí là sẽ tháo ra, sẽ gom lại. Rồi cái này mới mốt mình có bẻ ra mình xài lại thôi anh Di. Nó bị cong vậy không có uống là được hả anh Di? Cô bác anh chị bây giờ là phải gom lại bỏ gốc đằng kia. Đây là cái khu vườn mai cũng rất là nhiều của tâm huyết của anh ba của Phong á, là từ ở dưới nhiều khu vực ở miền Tây á, là có thể là di chuyển những cây mai từ rất là xa luôn, là đi qua một cái giống như mà trong đồng mà phải lôi ra ngoài ở ngoài đường lớn, rồi sau đó là phải qua xà lan đồ phải chở về, nó trải qua nhiều cái công đoạn lắm cô bác anh chị à. Thì bữa nay trước nhất là Phong cũng muốn ghi lại ít hình ảnh về cái cuộc sống, về công việc hàng ngày của gia đình của anh ba của Phong, và cái cuộc sống mưu sinh chính là trồng cây kiểng và buôn bán trong những cái dịp Tết á. Thì đợt rồi thì tình hình do mùa dịch á, thì anh ba của Phong cũng không có buôn bán gì được nhiều các bác anh chị.
Đây là mấy đứa con của anh ba là đẩy lên phía trên, là bỏ bên gốc trên kia kìa.